quay trở lại với An Tiến Studio. Nếu bạn là một người yêu thích tập thể thao, muốn sắm cho mình một chiếc vòng tay để có thể theo dõi sức khỏe, hay đơn giản là bạn cần một thiết bị giúp mình cân bằng cuộc sống bằng những tính năng như là đo nhịp tim hay cân bằng mức stress, thì chiếc Garmin Vivo Smart 4 chính là thứ bạn đang tìm kiếm. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm em nó nhé! Audio Jungle. Đầu tiên khi mà nhìn thấy sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy ở đây có tên Garmin Vivo Smart 4 kèm với màu sắc. Đây cũng chính là màu sắc chiếc vòng mà mình nhận được ở trong hộp luôn. Ở phía bên này chúng ta sẽ có một số các thông số về kỹ thuật. Ví dụ như là sử dụng pin lên đến 7 ngày không cần sạc, có thể chống nước nên mà có thể đeo để đi bơi luôn. Đây là lượng VO2 trong máu khi tập luyện. Một số những thông số khác như là mức độ stress trong ngày hay là năng lượng của mình. Và mặt cuối cùng, ở mặt bên như thế này thì chúng ta sẽ có một tem. Chúng ta có tem này bởi vì sản phẩm này thì được phân phối chính hãng bởi FPT, nên mà chúng ta hoàn toàn yên tâm là sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt cho chúng ta nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp để xem bên trong có gì nhé. Wow, xinh quá. Màu sắc đúng là màu sắc mà mình ưa thích luôn. Đây, chúng ta có thể thấy có một dây nối USB, một sách hướng dẫn sử dụng, một chiếc vòng màu tím giống như là ở trên vỏ hộp luôn, và một vài miếng dán sticker ở đây nữa. Mình sẽ lấy vòng ra. Các bạn có thể thấy là đằng sau thì đeo dây này thì chúng ta cảm giác như là giống như là đeo đồng hồ ấy. Đây là chiếc vòng của chúng ta. Đầu tiên khi mà mình sờ vào em nó thì có một cảm giác cực kỳ mềm mại cũng như là sang trọng. Phần dây này thì được sử dụng cao su, có độ đàn hồi và co giãn rất là tốt. Ở mặt trên thì chúng ta sẽ có mặt kính và chạy bao quanh là một viền kim loại bằng thép để gia tăng độ cứng cáp cũng như là khiến cho phần thiết kế của Vivo Smart 4 có phần sang trọng hơn. Không giống như một số mẫu vòng tay thông minh khác được thiết kế dạng modem có thể tháo rời ra khỏi tay, ở đây thì chúng ta sẽ có một thiết kế liền mạch, có nghĩa là nó sẽ là một cụm vòng trên chiếc tay luôn. Ở mặt dưới thì cũng sẽ có cảm biến nhịp tim cũng như là dòng chữ Garmin Vivo Smart 4. Sản phẩm này có chức năng chính là hướng đến những đối tượng muốn theo dõi về sức khỏe và các hoạt động thể thao của bản thân. Với chức năng chính là để phục vụ sức khỏe thì Garmin Smart 4 được trang bị cực kỳ nhiều tiện ích cho các bạn có thể sử dụng như là đo lượng VO2 trong cơ thể. VO2 là thông số chỉ lượng oxy được bạn hấp thụ vào trên mỗi kg. Mỗi khi mà bạn vận động thì sẽ lấy oxy và chia sẻ cho các cơ bắp. Nếu như lượng oxy trên mỗi kg càng cao thì bạn càng hoạt động được lâu mà không bị mệt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể đo lường được mức stress của bản thân để có thể nghỉ ngơi sau khi căng thẳng, mệt mỏi hay là bực tức một điều gì đó. Có một sự thật đáng buồn là nếu bạn thường xuyên stress thì da sớm bị lão hóa hơn, và các vấn đề như là nổi mụn hay là sạm da là chuyện rất bình thường. Và đây chúng ta sẽ có một chức năng nữa mà mình thấy cực kỳ cần thiết trong một số trường hợp. Đó chính là bạn có thể đo lường được mức năng lượng trong cơ thể. Ví dụ như bạn quên ăn sáng khiến cho năng lượng tụt xuống và huyết áp tăng cao thì các bạn biết phải làm gì rồi đấy. Và với những chức năng tích hợp như vậy thì có lẽ điều cuối cùng cũng là vấn đề then chốt. Nếu bỏ qua những phần luyện tập ngăn cho mình không bị stress hay là mệt mỏi, hay là giữ mức cân bằng năng lượng trong cơ thể mà bạn lại không ngủ đủ giấc hoặc là mất ngủ, thì tất cả cũng là công cốc. Vậy nên với sản phẩm Garmin Vivo Smart 4 này, các bạn sẽ luôn có chức năng quản lý giấc ngủ để bạn có thể có một cuộc sống trong lành hơn cũng như là một sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, với một sản phẩm tầm giá như thế này thì chắc chắn không thể thiếu được tính năng đo nhịp tim. Với chức năng này thì bạn có thể kiểm tra nhịp tim cũng như là thấy được mức cân bằng nhịp tim cho mình. Đây là một tính năng cực kỳ hữu ích cho những người hay tập thể thao cũng như là có tiểu sử bị cao huyết áp hoặc là bị bệnh tim mạch. Có một thiết bị chăm sóc bản thân như vậy thì nỗi lo tăng giảm huyết áp sẽ không còn khiến bạn phải lo lắng nữa. Và cuối cùng, với những công nghệ mà nó mang lại để hỗ trợ cho người dùng thì đây là một chiếc vòng tay cực kỳ hữu ích nếu bạn là một người quan tâm đến sức khỏe của bản thân cũng như là
người thân trong gia đình thì không thể không sắm ngay một em Garmin này với những chức năng cực kỳ hữu ích cũng như là giúp ích cho sức khỏe rất nhiều. Và link sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần comment nhé. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm vòng tay sức khỏe hay là đồng hồ thông minh thì đừng quên ghé qua An Tiến để có thể tham khảo các sản phẩm của Garmin. Và cũng như nếu thích video này thì cũng đừng quên bấm like và subscribe để chờ đón các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.